Trong năm 2021, mặc dù phải tăng cường nhiều cán bộ chiến sĩ tham gia tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, nhưng công an huyện vẫn nỗ lực đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác, đảm bảo an ninh trật tự. Theo báo cáo của công an huyện Ea Súp tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra công an tỉnh, năm 2021, được sự giúp đỡ của nhân dân và cả hệ thống chính trị chung sức vào cuộc, lực lượng công an huyện đã phát hiện và xử lý kịp thời một số vụ việc mâu thuẫn tranh chấp đất đai trong khu dân cư và người dân đi săn bắn, thu lượm sản vật trong rừng, vi phạm quy chế an ninh trật tự biên giới. Công an các xã thị trấn và các đội nghiệp vụ của công an huyện đã thực hiện đạt 75 chỉ tiêu công tác được giao, tiếp nhận xử lý 113 tin báo tố giác, thụ lý tổng số 78 vụ án các loại với 117 bị can. Tỷ lệ điều tra án hình sự đạt cao, trong đó đã làm rõ 100% vụ trọng án. Số vụ việc vi phạm về trật tự xã hội được kiềm giảm 4 vụ và giảm 30 đối tượng so với năm 2020. Riêng trên lĩnh vực phòng chống vi phạm về kinh tế, xâm hại rừng, môi trường và tội phạm ma túy, trong năm 2021, công an huyện Ea Súp đã chủ động phát hiện, xử lý được nhiều hơn năm ngoái 18 vụ việc và 15 đối tượng vi phạm. Trong thực hiện hai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất cấp quản lý căn cước công dân năm 2021, công an huyện Ea Súp đã đồng bộ lên hệ thống 74.183 phiếu thông tin dân cư, thu nhận 41.930 hồ sơ căn cước công dân và đã cấp phát 35.870 thẻ căn cước công dân cho nhân dân. Trong năm, cán bộ chiến sĩ công an huyện cũng đã vận động đóng góp rau củ quả, hàng quà với trị giá hơn 180 triệu đồng để hỗ trợ chia sẻ với người dân ở những nơi bị dịch bệnh COVID-19 và một số hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Với những thành tích đó, trong năm 2021, có 23 lượt tập thể và 70 lượt cán bộ chiến sĩ của công an huyện Ea Súp đã được lãnh đạo các cấp ghi nhận, trao tặng bằng khen, giấy khen.